Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đức Cường, sinh viên khóa 1 của trường Đại học EdX. Thì tiếp theo mình sẽ nói tiếp tục về phần cảm nhận về con người của cô bạn của mình. Thì phần cuối cùng là về phần linh hồn. Thì đối với mình, theo mình cảm nhận được thì mình cảm thấy cô ấy trong trong tâm tâm trí của ấy không có gì khác ngoại trừ việc về gia đình và cố tìm kiếm một công việc gọi là ổn định và không không phải để phải quan tâm nhiều thứ khác, để tại vì chính vì cái lý do đấy mà mình và cô ấy sẽ phải tạm thời xa xa nhau và không đến được với nhau. Vì khi mà hai người ấy kiểu bên nhau mà kiểu không không còn cùng một con thuyền ấy, không còn đặt đặt chung về một hướng, thì họ sẽ khá là dễ chán nản và dễ chia tay nhau mà thôi. Tại vì mình thì mình muốn hướng đến một con đường khác hơn là việc tìm kiếm một công việc ổn định rồi không cơm áo gạo tiền. Mình không chỉ muốn tìm kiếm một công việc ổn định hơn mà mình muốn đi tìm lại gọi là chính bản thân của mình, đi tìm chính con người của mình, rằng mình sẽ làm gì, mình là ai trong cuộc đời này. Và đối với cô ấy thì cô ấy đơn giản hơn, đó chính là chỉ muốn tìm một có một việc ổn định hơn và chăm lo được cho cả bố và mẹ hơn. Thì khi mà nghĩ về như vậy thì hai đứa không không còn để tâm đến nhau nữa, và khiến cho việc đó khó cho hai người trở nên dần xa cách nhau hơn. Cho nên là mình cô ấy quyết định là rời xa nhau. Thì theo như mình cảm nhận được là như vậy. Thì đối với phần lý trí, đối với phần linh hồn, phần tâm trí của cô ấy thì cô ấy thường đặt nặng hướng về gia đình nhiều hơn là mọi thứ xung quanh. Cho nên là mình cũng có thể hiểu cho, và mình sẽ có một khoảng thời gian chờ đợi và nhất định mà thôi. Thì đó chính là những phần mà mình có thể cảm nhận được về tất cả những cái mà trong một khoảng thời gian quen nhau và hiểu biết nhau mình có thể cảm nhận được. Thì có những cái cá nhân thì để riêng hai đứa thì cũng không không tiện để nói, cho nên là mình có thể nói như vậy thôi. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này của mình xin chân thành cảm ơn nhé.